Chào các bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Đây chính là hộp của chiếc Xiaomi Redmi S2, một sản phẩm tầm trung giá rẻ của Xiaomi nhắm đến cái phân khúc người dùng với cái nhu cầu selfie là chính. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng unbox sản phẩm này ra nhé. Các bạn sẽ nhìn thấy đây, chúng ta sẽ có logo của Global Vision chứ không phải một sản phẩm sách tay. Và nếu như các bạn ở cái thời trẻ trâu mà có dùng cái S2 này để làm mối ký tự gì đó thì các bạn sẽ biết đây chính là biểu tượng trái tim. Thế nhưng không, chữ S này là viết tắt của selfie. Và đây chính là thân máy chúng ta, chiếc Xiaomi Redmi S2. Chút nữa thì mình sẽ chia sẻ với các bạn nhiều hơn. Ngay bây giờ chúng ta cùng xăm soi vào cái bóc này. Bên dưới đây chúng ta sẽ có, đây là một cái ốp bằng silicone này. Chúng ta sẽ có xe hướng dẫn sử dụng. Và đây sẽ là cục sạc với nguồn dao 5V và 2A. Chả có gì đặc biệt. Và cuối cùng đó chính là cáp microUSB, cũng chả có gì đặc biệt. À, bên dưới này chúng ta sẽ còn một cái que chống sim nhỏ xíu nữa. Các bạn sẽ phải để ý kỹ khi mà unbox máy ra để lấy cái que chống sim này ra. Không để ý vứt nó đi thì khổ, vứt cái hộp đi thì khổ đấy. Lúc đấy chửi Xiaomi đã không cho tai nghe, lại còn kẹt sỉ không cho cả que chống sim. Như vậy là mình đã xong cái màn unbox siêu nhanh chiếc Xiaomi Redmi S2 này. Và về thiết kế của nó thì các bạn có thể thấy rằng nó giống tương tự như chiếc Xiaomi Redmi Note 5 mới ra mắt ở thị trường Việt Nam chúng ta thời điểm vừa rồi. Nhưng mà cái thiết kế của nó sẽ chỉ được hoàn thiện từ nhựa mà thôi, thay vì là thiết kế kim loại như trên chiếc máy kia. Và nhựa thì nó cũng sẽ có những cái ưu điểm và nhược điểm riêng biệt. Và cái ưu điểm của nó đó là nó sẽ mang lại cái khả năng bắt sóng tốt hơn cho chúng ta. Cái thứ hai đó chính là cái khả năng truyền nhiệt của nó cũng sẽ kém hơn. Từ đó là cái cảm giác khi mà chúng ta cầm vào này, cái nhiệt lượng từ cái mặt lưng tỏa ra ít hơn, mồ hôi tay chúng ta sẽ ra ít hơn và cái khả năng cầm nắm nó sẽ là tốt hơn. Cái thứ ba đó là cái độ bền, khi mà chúng ta có làm rơi rớt thì nó cũng sẽ không bị cấn móp nặng như trên cái mặt lưng bằng kim loại, và nó sẽ chỉ để lại những cái vết khá là nhẹ mà thôi. Và mình chắc chắn những cái điểm đó là những cái điểm ưu điểm cực kỳ lớn. Và cái nhược điểm thì sao? Những cái nhược điểm duy nhất mà mình thấy đó là cái chất liệu nhựa thì nó sẽ không có cái tính cao cấp, cũng như là khi mà mới cầm vào nó sẽ không mát tay bằng cái mặt lưng kim loại kia. Nhưng mà bù lại thì những cái ưu điểm của nó mang lại là nhiều hơn. Thế nên bản thân mình thấy thiết kế từ nhựa thì nó vẫn sẽ là ok. Nhưng mà nó sẽ có một cái đó là mặt lưng này chúng ta cũng sẽ được làm bo cong này. Thế nhưng cái cảm giác cầm nắm của nó mang lại thì nó lại không thực sự tốt như trên chiếc Xiaomi Redmi Note 5. Mình cũng không biết là miêu tả như thế nào nữa. Nó không quá là cấn tay, thế nhưng cái cảm giác cầm nắm của nó cũng không sướng. Trên mặt lưng của sản phẩm này thì chúng ta cũng sẽ có cái cụm camera kép với độ phân giải là 12MP và 5MP. Ở giữa chúng ta sẽ có cái đèn flash LED. Và cái cảm biến chính của chúng ta sẽ có một cái kích thước cũng khá là lớn, lên đến là 1.25 micromet. Từ đó nó sẽ mang lại cho chúng ta những cái chi tiết hình ảnh là tốt hơn. Và chúng ta có khẩu độ là f2.2. Và đây sẽ là cảm biến vân tay một chạm được đặt ở một vị trí rất là ok mà Xiaomi vẫn làm tốt từ trước đến giờ. Bên cạnh trái, phải hay trên dưới chắc là mình chả cần phải chia sẻ nhiều đến các bạn, bởi vì nó cũng sẽ có những thứ mà trên chiếc Xiaomi Redmi Note 5 có mà thôi. Và tất nhiên sản phẩm này chúng ta vẫn sẽ hỗ trợ 2 SIM cũng như là thẻ nhớ ngoài mở rộng. Quay trở lại với phần mặt trước của sản phẩm này, chúng ta sẽ có một cái màn hình cũng vừa có ưu điểm với nhược điểm. Ưu điểm ở đây đó là chúng ta sẽ có một màn hình lớn lên đến là 6 inch với cái tỷ lệ đó 18:9 theo cái thiết kế hiện đại, cũng như là chúng ta sẽ có tấm nền IPS LCD mang lại cái màu sắc trung thực, cái độ sáng cao cũng như là màn hình rất là trong. Và chúng ta cũng sẽ có thêm một tính năng để có thể là tinh chỉnh lại cái hiển thị, mang lại cái màu sắc cho chúng ta là rực rỡ hơn, khi mà các bạn có thể tăng cái tương phản này, hay là chúng ta có thể để về tiêu chuẩn hay độ tương phản tự động để cho chúng ta có những gam màu là chuẩn hơn. Và cái nhược điểm của nó đó là chúng ta có một màn hình lớn nhưng mà chúng ta lại chỉ có một cái độ phân giải khá là thấp, đó là HD+. Như vậy là màn hình lớn và độ phân giải thấp thì khi mà chúng ta trải nghiệm những hình ảnh trên cái màn hình này thì chúng ta có thể nhận thấy những cái điểm rỗ của nó rất rõ, chứ không phải là hơi rỗ đâu các bạn. Và đến với cấu hình của sản phẩm này thì đây lại là một điểm cộng nữa, khi mà chúng ta sẽ có con chip Qualcomm Snapdragon 625 và bộ nhớ RAM lên đến là 4GB. Ngoài ra chúng ta cũng sẽ có một cái phiên bản thấp hơn với bộ nhớ RAM là 3GB, cùng với mức giá tiền cũng là rẻ hơn so với phiên bản 4GB. Và về con chip Snapdragon 625 có lẽ mình không cần chia sẻ nhiều, bởi vì nó là một trong những con chip đã làm nên tên tuổi của Xiaomi trong những năm vừa rồi. Khi mà đi đến đâu cũng thấy nhắc đến Xiaomi Redmi Note 4X. Ê, 4 triệu mua máy gì? Redmi Note 4X. Ê, có 8 triệu mua máy gì? Mua 2 chiếc Redmi Note 4X. Và đến với trải nghiệm camera thì ở đây chúng ta sẽ có rất nhiều tính năng và tất nhiên không thể thiếu chụp hình chân dung, bởi vì sản phẩm chúng ta sẽ có camera kép ở đằng sau mặt lưng. Ví dụ chúng ta sẽ có chụp hình vuông, chụp toàn cảnh, chụp thủ công. Thế nhưng chụp thủ công cũng sẽ chỉ dừng lại ở đó là chọn ISO cũng như là cân bằng trắng. Và cái điểm đặc biệt ở đây đó là camera trước với độ phân giải 16MP, chúng ta sẽ có các cái chế độ về làm đẹp AI. Ở đây các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có làm đẹp 5 cấp độ này. Thì có thể là một trong 5 cấp độ này nó sẽ có AI từ 1 đến 5. AI mình không biết là AI nó làm cái gì. Và ở đây chúng ta sẽ có làm đẹp nâng cao, các bạn có thể tùy chọn về làm trắng đẹp, làm mịn da, cũng như tùy chọn về làm mắt to thay vì là làm đẹp mà tự động ở đây đó. Và chúng ta tất nhiên sẽ có đó là chụp ảnh xóa phông selfie, thì đây cũng là một trong những tính năng đang được giới trẻ rất là thích.
Và về thời lượng pin của sản phẩm này, chúng ta sẽ có một quả pin với dung lượng là 3000 mAh và chúng ta sẽ không được hỗ trợ sạc nhanh, thế nên là nếu như các bạn sạc pin, mình khuyên là các bạn nên sạc qua đêm để cho chúng ta đỡ phải chờ đợi khi nào chiếc máy đầy pin. Và trên đó là tất cả những chia sẻ của mình về chiếc Xiaomi Redmi S2 này, một chiếc máy giá rẻ có con chip cũng khá ấn tượng Snapdragon 625, cũng như là chúng ta sẽ có camera kép, chúng ta có một khả năng selfie AI cũng khá là ngon. Các bạn cảm thấy video hữu ích, đừng quên để lại một like, share và subscribe kênh YouTube Tạp chí Nhanh Nhìn Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.